Hello. Giờ kiếm măng chỗ nào thôi? À kiếm măng chỗ nào Sơn? Ơi. Đi vô Vinh. Ôi ở đây có cây gì đấy này? Có cây gì nhỉ? Cây chanh. Cầm gá đây là vắt chanh được luôn này. Nhưng không có quả. Sơn biết phân biệt lúa nếp ấy không? Với cả nếp thơm gì không? Biết phân biệt không? Em thì em cái một có hay này không? Em cái gì? Có. Có gì? Ừ. Nhưng mà giá thành như nào? Giá thành bà già em cho biết. Yên thế. Này, quên mang gạo ra đây. Nấu cơm. Được. Ở đây có nhiều điều mà người ta đi nuôi trâu ấy, ở đằng trên kia cũng người ta ở đấy. Ừ. Xong giống như mình làm cái cho nên gọi đi nấu cơm cùng với người dân gọi đi trâu đấy. Ừ. Một hai tiết ăn chung đấy. Ừ. Bán uống gì đấy? Ăn uống gì? Không biết, để làm cơm canh mà ăn dưa thế. Ừ.